Em ơi, đấy đi em ơi. Em ơi, em ơi, em ơi, em nằm ở dưới tường đấy. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, đưa đi em ơi. Sao đây? Sẽ nằm ở đường đấy. Đâu đầu quá? Đây cơ mà khát nước. Anh lên đưa chú nhá. Em uống nước đi. Sao lại ngất ở đây? Ở đoạn nhà dưới đoạn này à? Thế để anh đưa về, anh cũng tiện đường không đấy. Đi theo anh một đoạn. Đấy. Có giải đâu, anh tới không? Mình chắc nhá. đây này. Mua hơi ké mua pháo để nghe vô đủ đó mua đủ rồi thôi được mua đen này em làm sao em ơi em ốm à trời nóng quá này bây giờ em hãy ca đang chừng thôi về em ăn gì chưa? Ốm hay xong đi viện này nằm ở nhà này, cắt nó chuối rồi. Chân màn nó không có chân màn à? Em ăn gì chưa? Chân màn ở đây rồi, chuối này. Em mời mình à? Em mang cái đồ cho em này. Sữa em cố một tí thôi. Bây giờ anh nấu gì cho em ăn nhá. Nhà có gì nấu ăn không em? Anh nấu mì cho em ăn nhá. 多人办公。 Bao nhiêu tôm này em xa rồi. Lại đỡ em lại nhá. Qua bao nhiêu tôm mà đất này. Bóc chọi em. Tôm ăn chọi. Ăn tôm anh là có việc bận một tí, em cho mọi người triển khai làm nhé, rồi anh qua luôn nhé. Rồi anh vào bắn tôi, nó kéo nhé. Anh có việc bận một tí em ở nhà có ăn uống nghỉ ngơi nhé. Anh làm xong anh có thăm hay không? Tôi khỏe nhá. Đi làm xong anh có thăm. Đi đâu? Quả này xanh đấy chị. Không xanh mấy đâu mà. Này là 10.000 à? Bán nào đấy? Bán số à? Biết cho anh không? Cái này đi. Nên ta mang tiền thôi. Hậu đón chuyển nhé. Hả? Để được giá họ ở bên có biệt nữa. Tất còn. Đâm đó. Cái nó bắt nó mượm đấy. Nào chưa? Hôm qua anh bật quá không? Không bắt dính anh không bắt. Ba em được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. rồi em ăn đi. Đấy anh chủ Hồ An Khai đưa điện thoại cho em, bảo là trong hôm nay có báo, cơn báo số 4 đấy. Đến đây bảo em không thế nào thì chắc là nếu mà báo thì chắc là xem cơn báo mạnh lắm. Hôm nay cuối này anh em ở đây không an toàn cho lắm, nhà thì luôn chắc chắn hết rồi, hai bên cuối anh muốn xong anh hộ lạc dù là cái bạn anh có 100 triệu vé ở kia không ở tạo. Xong rồi. Thế họ đi luôn nhá. Tạm đây nhá. Em ở đây tạm nhá. Giờ chiếu cho anh. Em hơi bận một tí. Xem dọn dẹp cái nào mình không được, còn ít thứ cũng chắc rồi. Em dọn dẹp đi nhá, ở đây tạm mấy hôm. Bây giờ anh cũng đến giờ anh đi làm rồi, anh cũng đi làm xong, làm xong thì anh phải qua xem thế nào. Ở đây giảm nhé, anh đi đấy. Anh về nhé. Xem có bị mất đồ gì không? Không anh ạ. Ừ, không mất thì thôi. Chắc là ngày em đi làm rơi. Không. Tính nói cái đồ nhọc cô ấy. Ừ, thế em đi làm công việc của em như thế này là anh lo chứ. Mình nhớ cái mặt tao nhé. Thôi để anh hộ em làm. Em lên đây đi, cho anh về, chờ anh trở về. Thôi nè, anh cứ đi làm việc của anh đi, em tự lên đây, anh làm nó không tiện được. Có phải sao không? Ừ. Lên đây đi, anh chở đi. Thôi anh chở đi, anh lên đấy có phải ngại đâu mà. Thôi anh đi làm đi. Đây theo anh này. Không, em tự đi về cho anh làm. 그거 지원금. 아, 그거 다 나갔다 또 하고. 그다 또 이자니 오바 또 하고. 그다 또 인디 hơi. 그다 또 이나. muốn cái hàng hàng lọc cái nhà. cái gì vậy nhỉ? giờ mình giờ hoa gì rồi? là cờ bạc thứ hai là gái cờ. gái muốn gì chắc mà có. đấy không mình đi chủ là thế thôi. gái mình đi làm thì lại đi nói với khác là khác. lê tám mươi rưỡi anh. lê à tám. đấy. nói thẳng cho nó nói để chọc cho nó tiếp đấy thằng chồng nhà gia hồn 6 dạng lên 5 dạng 5 là ổn với lại 6 là thì là cũng 15 gì đâu gì đúng rồi ăn 30 26 12 thuê bà 68 làm gì? Em ơi dạ. Em làm gì đấy? Em không đi làm gì em? Có em chuẩn bị đi. Em vào nhà đi. Thôi anh ở nước ngoài anh mò về thấy cái vườn rộng của anh tiệm nhà có may anh hôm nay rảnh anh qua hộ em phát ăn đấy anh có may mua ít quả cho em. Cảm ơn anh. Thế em làm gì làm đi để anh phát mấy cái này cho. Nhìn rầm rạp á. Phát cho Xong rồi em ơi. Em làm gì đấy? Em đang nướng bánh rồi anh mà. Anh ngồi nghỉ đi. Bánh gì đấy? Anh ngồi kia anh đi đợi em tí. Sao anh mệt lắm nhỉ? Anh bánh. Anh nói cho anh uống nhé. Bánh gì đấy em? Bánh. Em không. Đúng vậy anh ạ. Có anh cánh thủ nọ đưa đây em về thấy dầm phát anh cánh thủ đây. Anh ăn quả đi em. Ừ, ăn đi. Này anh phát rồi này xem làm luống trồng rau ăn được với em ạ. Được. Không ăn được thì bán. Ừ. Anh ăn quả đi em. Ăn quả đi. Dạ. Ăn cũng mệt nhá. Ôi chắc anh phép anh về. Rồi em còn tranh thủ ra kia làm một tí. Anh nghỉ đã. Rồi anh về luôn. Để anh về nhá. Cái gì đây em? Anh về cẩn thận nhá.